Xin chào mọi người, mình tên là Bảo Ngọc và trong thời gian gần đây thì mình hay có xem review về xe điện của anh Đức Mario và thấy rằng những chiếc xe của anh cực kỳ uy tín cũng như là có những trải nghiệm tuyệt vời. Và bây giờ thì mình cũng đang cần tìm một chiếc xe điện 3 bánh dành cho người già để có thể đưa đón trẻ nhỏ tiện lợi. Và bây giờ thì chúng ta hãy xem là anh Đức Mario sẽ tư vấn cho mình như thế nào nhé. Xin chào anh Bảo Ngọc. Hôm nay rất vui đã được Bảo Ngọc qua cơ sở bên Đức Mario chọn lựa những cái chiếc xe 3 bánh. Có thể là nói là hiện đại nhất trên thị trường. Thì qua điện thoại Đức đã thấy Bảo Ngọc liên lạc với Đức. Và hôm nay Đức không biết là Bảo Ngọc đang muốn lựa chọn chiếc xe nào cho gia đình nhà mình. Dạ vâng, thì trong thời gian gần đây thì em đang có nhu cầu tìm một chiếc xe mà phù hợp với người già, người cao tuổi để có thể tiện đi chợ này hoặc là đi đưa đón trẻ nhỏ cho an toàn, cái sự an toàn được nâng cao hơn. Nhưng mà nhà em thì cũng thích một chiếc xe là phải là được phân phối chính hãng tại Việt Nam anh ạ. Thì anh Đức có những chiếc xe nào mà phù hợp với nhu cầu của em không? Thì ngay đây, trước mặt của chúng ta là mẫu sản phẩm Super Wheeler thế hệ 2 đến từ nhà máy Santong. Đấy, đầy đủ giấy tờ chứng minh chiếc xe này được phân phối chính hãng tại Việt Nam. Thì Đức đang không biết là nhà Bảo Ngọc đang muốn mua xe cho những người lứa tuổi bao nhiêu và có sử dụng để đón con cháu đi học hàng ngày về không? Dạ vâng ạ, em muốn là phù hợp với người già tầm 60 tuổi anh ạ. Bởi vì là rất là cần cái sự an toàn cũng như là làm sao có cái thiết kế phù hợp để có thể tiện đưa đón trẻ nhỏ và có nơi để ví dụ là đựng đồ để mình đi chợ ấy anh. Mà xe này thì em hôm trước em có xem một clip là anh cũng nói là Super Wheeler nhưng mà hình như đấy là thế hệ trước hả anh? Đúng rồi, thì ngay đây trước mặt của chúng ta đó là sản phẩm thế hệ thứ hai của dòng Wheeler đến từ nhà máy Santong. Thì hôm nay Đức sẽ có thể giới thiệu chi tiết chiếc xe này và cho Bảo Ngọc xem chiếc xe này có những cái gì nhá. Thì theo Bảo Ngọc thấy về phần đầu xe của chúng ta sẽ được thiết kế hoàn toàn mới so với cái sản phẩm đầu năm 2020, đầu cuối năm 2021. Đấy, thì mẫu này là sản phẩm thiết kế đời mới được trang bị một cụm đèn tròn. Và cái đèn này thì chạy là đèn bi LED giống như đèn bi xe lông trên ô tô của chúng ta hàng ngày. Đấy, và cũng có pha cốt đấy. Đúng rồi, và chiếc xe này còn có cả pha cốt. Thế là chứng tỏ là Bảo Ngọc cũng biết về chiếc xe này rồi. Có pha cốt ở chiếc này và đèn định vị ban ngày nó sẽ chạy quanh vòng đèn. Đấy, Đức sẽ bật lên cho anh em xem. Đấy, đèn sẽ chạy quanh vòng đèn. Bảo Ngọc có thể thấy những cái dải LED này. Đây, thì đèn pha này sẽ có đèn cốt và đèn pha. Đó. Và cái mặt nạ này cũng được thiết kế mới hoàn toàn 100% và vẫn có logo của nhà máy Santong ST ký hiệu ở đây. Nhưng mà rất tiếc là lúc đấy nghe Bảo Ngọc nói là muốn chở đồ để đi chợ là đúng không? Vâng, cũng không cần phải quá nhiều anh ạ, nói chung là có chỗ là được. Thì cái sản phẩm thứ hai này của dòng Wheeler, cái giỏ này đã được thiết kế nhỏ đi rồi, nhưng nó vẫn được trang bị một cái lắp để chúng ta đựng hàng. Mà em lại thích cái thiết kế mà nhỏ gọn như này hơn ạ. Nhỏ gọn này nó mignon hơn đúng không? Và nhìn cái xe nó cũng thể thao hơn. Thì cái giỏ này cũng phải thông báo luôn là sẽ nhỏ hơn cái giỏ trước của Super Wheeler. Nhưng giỏ vẫn được thiết kế những cái ống đan ở đây rất là dày để chúng ta có thể chịu lực. Tí chúng ta có thể ngồi lên đây được. Đấy, tí Bảo Ngọc không tin Bảo Ngọc có thể ngồi lên đây được. Còn đâu mọi khi Đức Mario thì toàn đu cả người lên. Thế cái này phải trọng lượng phải đến 50-60 cân. Đúng rồi. Không sợ bị móp méo hoặc là gì cả. Về vấn đề đằng trước này thì cái bánh này cũng của chúng ta đã được trang bị bánh cao hơn để cái khoảng sáng gầm xe cao hơn để chúng ta có thể chạy những cái địa hình đồi núi nó sẽ tốt hơn. Về cái bánh này thì đang được sử dụng là bánh 300-10 trên chiếc Wheeler thế hệ 2. Cái vành này thì được trang bị là vành 6 chấu. Và cái chiếc thụt này sẽ được trang bị là một cái chiếc thụt rất là đẹp đây. Đấy, Ngọc có thể thấy ở đây có thể gắn phản quang để giúp chúng ta đi trên đường ấy. Vâng. Khi cái xe ba bánh chúng ta cần những cái sự an toàn nhất định đúng không? Vâng, khi đi trên đường đi thẳng thì hai bên nó sang đường thì có thể hai đèn này chiếu vào, hai phản quang này có thể phát ra. Em có một cái vấn đề muốn hỏi anh là nếu như mà chúng ta đi đường mà gặp phải đinh rồi có những cái miếng ở trên đường ấy ảnh hưởng đến lốp thì liệu cái lốp xe này có đủ để đi đến cái chỗ sửa không anh? Thông báo với Ngọc luôn là cái chiếc lốp này của chúng ta đến từ nhà máy Santong của thương hiệu một Đài Loan luôn ý. Và lốp này thì anh em có thể thấy nhá, trên thị trường không hề có cái lốp này. Và lốp này là lốp địa hình, lốp rất là nhiều khe đây, có thể là giống như cái lốp những cái lốp ô tô để chúng ta vượt mọi địa khe hình tốt hơn ấy. Bảo Ngọc có thể thấy này, khung sườn nó sẽ rất là giống với cái chiếc Wheeler 1, là khung sườn sẽ rất là to và được hàn tích hợp bằng robot hết. Đó. Em nghĩ đây là một cái điểm cộng rất lớn của em xe này. Ngọc có thể chưa thấy
Mình có thể mở cho Ngọc xem cái đằng sau của chiếc xe này. Về cái hộp đồ. Đấy. Thế này thì quá rộng, quá đủ rồi anh ạ. Đúng rồi. Cái giỏ trước này ăn bớt, nhưng mà cái đằng sau của chúng ta sẽ được một cái hộp đồ rất là to đẹp, đúng không? Rồi. Hộp đồ này thì Đức cũng nói luôn nhá, trong khi quá trình nhà mình sử dụng ấy thì nó sẽ chỉ chống nắng được chứ không thể chống mưa được. Vâng. Đấy. Và cái chiếc xe này thì ở bên thân xe ấy. Đây. Ngọc thấy thân xe nó như thế nào? Em thấy là thân xe rất là vững chắc và tạo cho người nhìn cái cảm giác rất là an toàn. À. Từ cái màu sắc cho tới cái khung của xe này. Rất cái là thân xe này nhá, Đức tiết lộ với Ngọc này. Khi cái xe này như thế này mới đang đi được một người thôi, đúng không? Ngọc muốn đón cháu hoặc là đưa ai, vì các cụ hay thường đi đón cháu đúng không? Đức sẽ bật mí cho anh em xem. Chiếc xe này có 3 hàng ghế ngồi. Ồ. Phải gọi là thần kỳ đấy anh ạ. Thế thì khi nào mà trời mưa thì em sẽ kéo ghế này ra đằng sau là che được cái cốp. Che được mưa luôn. Đấy, đó. Và cái này nhá, thì có một đặc điểm là trẻ con ở đây. Có thể nhìn thấy nhà máy Super của chúng ta thiết kế rất là... Phải gọi là tinh tế đấy. Chu đáo. Khi có cái cầm tay an toàn của bé ở trên này. Để tránh trường hợp chúng ta phanh gấp thì bé không thể bị đập đầu ở đây. Vâng. Đó. Cái ghế này thì cũng được thiết kế bằng một cái lớp da, nói chung là trong cái dòng xe ba bánh ấy. Dòng ghế của Super nha, nó là đẳng cấp nhất. Đấy. Và ở cái ghế này, ở chính giữa này, nó sẽ chịu lực tốt hơn với cái xe mà nó chỉ có một cái ở bên thôi. Đó, gập vào thì chúng ta lại có một cái lối đi ra đi vào rất là thoải mái. Vâng. Thì còn cái phần mà viền xung quanh chiếc xe này, Wheeler 1 đã có viền xung quanh để bảo vệ chúng ta khi bị va chạm từ tác động phía ngoài vào để vớ mất cái nhựa để chân ấy. Thì Wheeler 2 sẽ trải từ đây đến đây luôn. Vâng. Đó. Thì chúng ta lên những cái vỉa hè các cụ mà chẳng may tắc đường, các cụ nào máu là phi lên vỉa hè là sẽ không hề bị mất cái miếng để chân đấy. Và chỉ khi mà anh giới thiệu thì em mới thấy được là cái sự tiện dụng của chiếc xe này. Em không ngờ rằng là một chiếc xe điện ba bánh lại có thể nhiều công năng và chức năng như thế, chứng tỏ là nhà sản xuất cũng rất là quan tâm tới nhu cầu người dùng và có cái sự cải tiến rất lớn so với xe đời thứ nhất, đúng không anh? Đúng rồi. Anh Đức ơi, anh có thể chỉ cho em một số chức năng ở phần tay lái được không ạ? Anh sẽ đi sang đây để quan sát cho dễ. Ở tay lái của chúng ta thì gồm có đời mới này sẽ có đèn pha và cốt và đèn xi nhan và còi ở phía bên tay trái. Còn phía bên tay phải của chúng ta nhé, thì nó có những cái tính năng rất là an toàn đối với trẻ con và rất là thông minh trên chiếc xe này. Nó có khóa nút B. Nghĩa là khi trẻ con chúng ta ngồi lên chẳng may vặn khóa thì họ cũng không thể vít ga đi được. Phải ấn nút B này, thì cái đấy chỉ có người lớn chúng ta ấn nút B này thì chúng ta mới vít ga, chúng ta chạy. Rồi, bởi vì em thấy là xe điện nhiều khi hơi là nguy hiểm. Mình chỉ không cần đề mà mình vặn ga là có thể xe đi lên được luôn. Thì nếu có cái khóa trẻ em này thì rất là tốt. Vậy thì cái xe này của chúng ta có thiết kế 3 người ngồi được thì vận tốc có cao không anh, hay là cũng chỉ đi chậm được thôi? Và cái vận tốc của chiếc xe này nhá, thì có 3 mức vận tốc tương ứng với 3 mức nhanh, chậm, trung bình. Đấy, thì gạt ở bên tay trái này. Thì rất tiếc là cũng thông báo với Bảo Ngọc luôn là cái chiếc xe này là chiếc xe xịn từ nhà máy Sangtong, sẽ không thể thay đổi thiết kế những cái nút này đang có chữ Trung Quốc thành những cái tiếng Anh hoặc là những cái số 123, và không thể thay đổi những cái tiếng nói khi chúng ta lùi trên đường. Đấy. Thì chiếc xe này sẽ có 3 nút tốc độ trung bình, nhanh, chậm ở phía bên tay phải trên nút B. Còn trên nút đấy thì chúng ta sẽ có một cái nút tiến lùi. Đấy. Thì khi lùi chúng ta vẫn sẽ phải có tiếng Trung Quốc và Đức sẽ hỗ trợ anh em là có thể là cho nhỏ cái tiếng Trung Quốc đấy lại, chứ không thể thay đổi bằng cái tiếng tít tít được. Vâng. Đấy. Em nghĩ là không phải rất tiếc được ạ, mà đây chính là một cái điểm cộng rất lớn để chúng ta biết rằng đây là xe chính hãng. Vậy thì ngoài ra em còn có thể biết được xe này chính hãng bằng cách nào không? Bởi vì trên thị trường hiện nay em thấy là rất là nhiều hàng giả, hàng nhái và hàng trôi nổi ấy anh. Thì theo Bảo Ngọc thấy cái chiếc xe xịn của chúng ta sẽ có rất là nhiều logo ở trên chiếc xe này. Thì ngay từ phần thân xe đi nhá. Phần thân xe ở bên này, chúng ta sẽ đi từ đầu xe đi. Chúng ta sẽ đi từ đầu xe trước. Đầu xe sẽ có một cái logo ở trước mặt lạ. Đấy. Rất đẹp nhỉ anh nhỉ? Đẹp đấy, thiết kế đẹp anh. Nói chung là xe xịn của chúng ta đâu cũng có logo. Cái biển này sẽ là logo của nhà máy. Vâng. Còn xuống phần dưới này, cái chắn bùn này cũng sẽ có logo của nhà máy. Đấy. Ngay đến cái chắn bùn nhỏ nhất thôi. Rất cũng, là chi tiết. Và cũng có logo. Đấy. Và đến phần thụt xe này, thụt xe vẫn có logo. Vâng. Đấy. Đến phần phanh chân
Và quên mất không kể với Bảo Ngọc là lúc đấy chúng ta có hai phanh tay đúng không? Vâng. Chúng ta sẽ có một phanh chân ở phía bên tay phải nữa. Trường hợp có những cụ là yếu ở bên nào thì chúng ta có thể đạp chân phanh cái là cái xe này sẽ dừng hẳn hoạt động hai bánh sau và có hệ thống ngắt điện luôn. Giống như là mình đi ô tô ấy anh nhỉ? Đúng có rồi. Phanh chân luôn. Đó, nó sẽ rất là an toàn. Vâng. Thì cái phanh chân này cũng sẽ có chi tiết logo của nhà máy. Đấy. Vâng. Ngay kể cả đến những cái chìa khóa này đi. Đến chìa khóa này cũng sẽ có logo của nhà máy. Và Bảo Ngọc có thể thấy là cái khóa này nhá, nó có một cái giấy dánh này như khóa ô tô luôn. Vâng. Nghĩa là nó tuyệt đối chống trộm được. Đấy, vì khóa ô tô cũng đã rất là khó nhảy rồi đúng không? Rồi. Đấy. Và trên cái khóa này chúng ta vẫn có remote, vẫn có logo của nhà máy. Những cái xe xịn của chúng ta thì có logo ở khắp mọi nơi. Đấy là một cái sự kỹ lưỡng để tránh hàng giả hàng nhái. Đúng rồi, kỹ lưỡng đến từ cái nhà máy Santong này có mặt trên thị trường Việt Nam 2 năm nay rồi. Và ở thân xe đây. Thân xe thì mời Bảo Ngọc qua đây có thể xem được logo nhà máy đây. Sẽ có dòng chữ Santong, một cái tem. Tem này thì theo Bảo Ngọc thấy là đã được chưa? Em thấy tem này in rất là chuẩn. Ngọc thử sờ đi, Ngọc thử sờ đi. Cái tem này thì nó sẽ không thể xé ra được. Và nếu xé ra nó sẽ tạo ra một cái vệt ở đây. Nó đã được sơn chồng đè một lớp sơn bóng lên trên chiếc xe này. Đấy. Và ở đây của chúng ta sẽ có dòng chữ New City Power. Sức mạnh đến từ thành phố mới và vẫn có logo của nhà máy. Chưa kể là cái chắn bùn sau nhé. Chắn bùn sau nó còn dập trước dập sau luôn. Nghe nhà máy Santong dập trước và dập sau đều có logo. Và bánh đằng sau của chúng ta vẫn sẽ được sử dụng bánh là bánh 310 lốp không xăm. Vẫn hoạt động giống như lốp trước là đi nếu mà chúng ta phải đinh. Vẫn có thời gian để đi đến cửa hàng vá xe. Như vậy thì em nghĩ là đầy đủ các yếu tố để nhà em cần rồi đấy ạ. Có nghĩa là em rất là lo sợ là hiện nay trên thị trường quá nhiều các dòng xe trôi nổi và mình không lựa chọn được một chiếc xe nào chính hãng. Thì em đã hiểu lý do vì sao mà dòng xe mới đến từ Santong đã bán rất chạy trong thời gian qua anh Đức ạ. Đây, đến logo của nhà máy. Vâng. Rất là nhiều. Thế còn vận tốc của xe mà có thể tối đa lên đến bao nhiêu anh? Vận tốc tối đa của chiếc xe này lên đến 32 km. Cho một giờ chạy. Còn quãng đường thì sẽ được 80 đến 90. Có nghĩa là mỗi một lần sạc là mình đi được khoảng 32 cây anh hay là... Không, mỗi một lần sạc chúng ta đi được từ 80 đến 90. Ồ. Còn cái vận tốc tối đa của chúng ta khi vít hết ga là 32 km. Ở trên phần yên xe, tựa lưng đằng sau của người ngồi lái có một cái logo rất là đẹp, có phản quang luôn. Đây chính là một cái ưu điểm của xe này. Cái xe nhái không thể làm được cái logo như thế. Đó. Và về phần ghế này nhá, thì lúc đấy Đức đã rút từ 3 ghế thành 1 ghế rồi, đúng không? Vâng. Đức sẽ gom gọn lại này. Thì cái ghế này Bảo Ngọc về phải dặn người nhà nhá. Vâng. Là chúng ta sẽ phải xoay ra, xoay về đây. Đấy, gạt ở đây. Là thành xe một người. Đúng rồi. Thì lại một người chúng ta có thể ngồi lên đây, có thể dựa lưng. Vâng. Còn khi đón con cháu thì chúng ta trượt ra, chúng ta ngồi cái ghế phụ và con cháu ngồi ghế sau. Đấy, về hai cháu là cũng được, một cháu đằng trước một cháu đằng sau đúng không anh? Đúng rồi, cực kỳ tiện. Ba cháu chứ, mọi người mua về là hay đèo ba cháu, hai đứa trẻ con ngồi ở đây, vì thậm chí là mình là người lớn mình ngồi đây còn rất là thừa, đúng thoải rồi. Mái rất là nhiều luôn. Lần đầu tiên em thấy một chiếc xe điện mà lại có cái thiết kế đa di năng như vậy. Thậm chí là có thể đến 3 hay 4 đúng không ạ, cả trẻ con cả người lớn. Thì các ông bà nhà em thì chắc là thích cái xe này lắm rồi. Và cái thời gian sạc của chiếc xe này nó cũng rất là tối ưu. Vâng. Từ 6 đến 8 tiếng nó sẽ đầy bình cho Bảo Ngọc. Vâng. Nghĩa là lúc chúng ta đi ngủ từ lúc 10 giờ chúng ta cắm sạc đến lúc tầm 6 giờ sáng là chúng ta đã có xe đi hàng ngày rồi. Vâng. Thế thì em nghĩ là em sẽ dành cho chiếc xe này 10 điểm. 3 điểm là ở chất lượng này, 3 điểm ở mẫu mã này và 3 điểm chính hãng và 1 điểm là dành cho người tư vấn rất là có tâm. Là 10 điểm chiếc xe này. Thật sự thì mình ở trên kênh Đức Mario của mình bán xe 3 bánh này rất là chuyên nghiệp rồi. Tại Việt Nam và xe xịn thì mình nói xe xịn và xe đều mình sẽ nói xe đều. Mình không bao giờ vang con xe đều mình bán giá xe xịn cho các bạn được. Đấy, vì người ta không phải là những, thậm chí là những người già và những người kém may mắn. Có rất là nhiều người kém may mắn, người ta đã mua xe đều ở những mọi nơi và người ta liên hệ với Đức Mario để mua lại những cái chiếc xe xịn hơn như thế này. Thì mình vẫn giúp đỡ người ta và mình gom lại những cái xe đều kia. Và cái xe đều kia mình lại sẽ bán lại cho những cái tầng lớp người ta thích xe đều và giá rẻ. Đấy, là nói luôn ở trên kênh của mình. Vâng, em có thể thấy được sự tận tâm của anh Đức rất là nhiều. Và em nghĩ rằng là sau buổi hôm nay, sau khi đã trao đổi cùng anh Đức thì em chắc chắn sẽ dinh ngay chiếc xe này về nhà và cũng như là giới thiệu cho thật nhiều bạn bè và người thân. Và nếu như quý vị có đang xem clip này thì cũng hãy nhanh chóng comment cũng như là đưa ra những yêu cầu cần thiết để có một chiếc xe như ý muốn thì anh Đức sẽ tư vấn rất là nhiệt tình ạ. Hôm nay em cảm ơn anh Đức rất nhiều ạ. Rồi, hôm nay cảm ơn Bảo Ngọc đã đến tham quan và chia sẻ về xe cùng Đức Mario. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.